Em biết á, mình nói thiệt thì đâu phải ai cũng tin mình hết đâu anh chị. Đó, giống như cái dòng Inveron 5430 mà em Cường đã review á, em nói đây là cái sản phẩm nó quá hời so với tầm giá. Mua sau một năm nữa anh chị vẫn cảm thấy nó hời, anh chị thấy không? Em vừa nói xong một cái là sau đó là đứt hàng liên tục. Hiện tại bây giờ em vẫn đang có khách hàng đặt nhưng mà phải săn bót được cây để trả lại cho khách hàng anh chị. Bây giờ cái mã nó hot quá, thành ra em Cường săn một cái mã khác nè, nó ngon hơn luôn. Ừ, cái mã này là Dell Inveron anh chị, 7430 Plus nha. Cái dòng Plus là chip H. Chip H là anh chị biết sao không? Cái con chip H á, ở trên cái dòng laptop á, là nó là cái dòng chip hiệu năng cao dành cho những anh em game thủ nào kia. Nhưng mà bây giờ nó tối ưu, nó đem về cái con máy sử dụng văn phòng thì anh chị đủ hiểu rồi đúng không? Con này nó toàn diện của anh chị, vỏ là vỏ nhôm nha, nhôm nguyên khối, màn hình là 2,5K ha, đó chống chói luôn. Chip H nha, 13620H, RAM 16 GB cứng 1T. Trời ơi, mà Series 7 nữa chứ anh chị. Anh chị biết không? Bây giờ deal 100% này, đó. Open box nha. Chỉ có 19,5 triệu thôi. Trời ơi, em nói cái deal này mà anh chị không nhanh tay á là đảm bảo không bao giờ còn hàng để cho anh chị chọn mua nữa đâu nha. Này là em Cường thú thiệt. Em biết á là nhiều người có những cái sản phẩm ngon á, là họ im luôn chị, im ỉm để họ bán giá cao kiếm lời cho nó nhiều, nhưng mà riêng em Cường á thì biết đủ là đủ anh chị. Đó, mình kiếm chút chút thôi nhưng mà mình bán nhiều đúng không? Rồi á, được cô chú anh chị quý mến và ủng hộ những cái sản phẩm khác nữa. Đó là cái thành công của mình rồi. Như em nói 19 năm nha, anh chị không thể nào kiếm ra một cái dòng Dell ha, chip H i7 luôn ha, máy mới, màn hình 2,5K, vỏ nhôm nguyên khối, led phím đầy đủ hết như cái con máy này anh chị. Đó, cái điều này em phải nói là toàn diện luôn. 5430 gặp con này thì cũng phải gọi bằng cũ luôn đó. Bây giờ nè, anh chị phải ra quyết định nhanh. Những cái sản phẩm mà đẹp đạt tiêu chí 400% như em Cường nói đây là anh chị phải quyết định nhanh ha. Thiết kế nè, đó, chất liệu, công năng sử dụng nè, thương hiệu và quan trọng là cái giá nó tốt, thì anh chị còn đợi cái gì nữa ha? Dell Inveron 7430 lớp nha, nhớ.